Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết đoạn văn nghị luận xã hội trong đề thi của môn ngữ văn. Đặc biệt, nó rất quan trọng dành cho học sinh lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ở đây chúng ta sẽ đi vào một số nội dung chính như sau. Thứ nhất là lý thuyết về đoạn văn. Chắc các em cũng đều biết thế nào là đoạn văn rồi. Đoạn văn là một phần của văn bản. Nó diễn đạt ý hoàn chỉnh ở một mức độ logic ngữ nghĩa và có thể nắm bắt được tương đối dễ dàng. Và ở trong phần nội dung thi của chúng ta thì đoạn văn nghị luận xã hội mà chúng ta cần viết thì phải có yêu cầu là 200 chữ. Nó phải bám sát với yêu cầu của đề dựa trên thông điệp ở phần đọc hiểu của đề. Thứ hai, về mặt hình thức, tất nhiên là đoạn văn thì phải có sự hoàn chỉnh rồi, vì chúng ta sẽ chú ý lại một chút là sự hoàn chỉnh ấy thể hiện ở việc mỗi đoạn văn được bắt đầu từ chữ cái viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng. Và đoạn văn được tạo thành bởi những câu văn được liên kết với nhau bằng các phép liên kết như là phép thế, phép lặp. Như vậy thì chúng ta sẽ không được tách thành hai hay ba đoạn và không được tự tiện xuống dòng. Và chúng ta thì cần phải chú ý được cái câu mở đầu, câu kết thúc. Đấy là những câu mà tóm tắt từng nội dung của bài. Tất cả những câu trong văn bản phải có những từ ngữ, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng những cái phép thế để liên kết các câu vào với nhau. Thứ ba, chúng ta nhắc lại về cấu trúc của đoạn văn. Chúng ta thì đã biết đến các loại đoạn văn như là diễn dịch, quy nạp, song hành, tổng phân hợp. Thế nhưng ở trong phần thi thì cô khuyến khích chúng ta lên sử dụng đoạn văn tổng phân hợp. Và ngay từ câu mở đầu thì chúng ta đã phải nêu ra được chủ đề của bài rồi. Đừng để đến phần cuối hay là đến câu số 2-3 mới nêu chủ đề. Một đoạn văn mà có câu chủ đề ngay từ ban đầu sẽ làm cho ý rất là rõ nét. Từ đây chúng ta đi vào phần số 2 la mã, cách viết đoạn văn nghị luận xã hội. Muốn viết thì chúng ta phải xác định được đề thì có hai dạng. Thứ nhất là nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý, và thứ hai nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống. Chắc là xác định dạng đề này thì chúng ta đều rõ rồi. Thường thì trong đề thi của bộ sẽ hay có dạng thứ nhất, nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Họ sẽ yêu cầu chúng ta nghị luận về một câu nói, về một ý kiến đã được nêu trong phần đọc hiểu. Đây là dạng nghị luận dễ nhất. Còn dạng thứ hai, về một sự việc hiện tượng trong đời sống, thì chúng ta có thể đưa ra những phần liên hệ mở rộng hơn. Ví dụ như là liên hệ về vấn đề bảo vệ môi trường, liên hệ về các tệ nạn xã hội, vân vân. Từ đây chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai, cách viết. Khi đã xác định được loại đề thì chúng ta chỉ cần đưa phần bài đoạn văn của mình vào đúng theo dàn ý như ở đây thôi. Ví dụ với đoạn nghị luận về tư tưởng đạo lý thì ngoài câu chủ đề và câu kết thúc, phần phân đoạn sẽ có các ý lớn. Thứ nhất, chúng ta phải giải thích. Ở đây chúng ta sẽ giải thích trong ý kiến ấy có từ ngữ nào quan trọng không. Ví dụ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đây là một ý kiến thì chúng ta cần phải giải thích chữ mực là gì, đèn là gì, đen là gì, sáng là gì. Từ đấy chúng ta sẽ giải thích ý nghĩa của cả câu nói. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng có nghĩa là chỉ đến sự ảnh hưởng của môi trường sống đến chúng ta. Gần mực thì đen có nghĩa là chúng ta sống trong môi trường xấu thì sẽ xấu. Gần đèn thì sáng có nghĩa là chúng ta sống trong một môi trường tốt thì sẽ tốt lên. Đó là phần giải thích. Tiếp theo, phần số 2, chúng ta nêu biểu hiện của tư tưởng đạo lý ấy trong đời sống. Ở phần này thì chúng ta lưu ý một chút. Đây chính là phần mà chúng ta có thể gộp với giải thích. Nếu mà cái phần tư tưởng đạo lý của chúng ta ấy không có quá nhiều những biểu hiện trong đời sống, ví dụ như là có một số những cái ý kiến tư tưởng không cần phải nêu biểu hiện, ví dụ như thế này, sách là người bạn tốt của chúng ta, thì ở đây chúng ta chỉ cần giải thích là được rồi. Nhưng mà tuy nhiên có những đề và những tư tưởng cần phải nói biểu hiện một cách rõ nét, ví dụ như là lòng yêu nước, ví dụ như là tình thương người, thì chúng ta có thể nêu biểu hiện của lòng yêu nước trong gia đình như thế nào, trong nhà trường, trong xã hội ra sao.
hay lòng thương người cũng như thế. Chúng ta có thể nêu các biểu hiện cụ thể, ví dụ như là trong gia đình thì lòng thương người ấy thể hiện là tình yêu thương các thành viên trong gia đình đã. Trong nhà trường thì lòng thương người ở đây thể hiện ở trong việc biết giúp đỡ bạn bè, quan tâm tới mọi các học sinh, quan tâm tới các thành viên ở trong nhà trường, trong lớp học. Còn trong xã hội thì lòng thương người ấy thể hiện bằng biết giúp đỡ mọi người trong xã hội, có lòng thương cảm với những người có số phận bất hạnh éo le. Tiếp theo, phần quan trọng nhất chính là bình luận. Chúng ta phải bình luận xem tư tưởng ấy có tầm quan trọng thế nào, đúng hay sai và tại sao lại như vậy. Trong phần lý giải tại sao lại như vậy thì chúng ta cần phải đưa ra được dẫn chứng và lý lẽ để làm rõ cho ý kiến đó. Ví dụ như là câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Rõ ràng ta thấy là câu tục ngữ này rất là đúng, đúng không? Và nó vô cùng quan trọng bởi vì nó đã nêu được ra mối quan hệ của môi trường và con người. Từ đấy thì chúng ta sẽ lấy được lý lẽ để chứng minh là vì môi trường luôn luôn tác động đến chúng ta mọi lúc mọi nơi. Chúng ta là một cái sinh thể mà bị ảnh hưởng của môi trường giống như tất cả các sinh thể, các động vật khác. Và đương nhiên, một môi trường mà không tốt thì sẽ làm cho chúng ta dần dần hình thành lên những hành vi không tốt. Còn môi trường tốt thì đương nhiên nó sẽ làm một cái khuôn mẫu, cái hình mẫu, từ đó rèn luyện dần dần những phẩm tính tốt của chúng ta. Chúng ta có thể lấy những dẫn chứng cụ thể ở những người mà được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc thì lớn lên cũng sẽ rất hạnh phúc. Còn ngược lại, những người mà sinh ra trong những gia đình mà có sự lục đục, những gia đình không được giáo dục thì lớn lên họ cũng rất dễ là sa ngã. Ở đây chú ý cần lấy ví dụ cụ thể nhé, cần lấy ví dụ cụ thể. Ví dụ Lê Văn Luyện sinh ra trong một gia đình mà có những vấn đề về bạo lực thì lớn lên Lê Văn Luyện cũng đã có những hành vi ấy, cộng thêm với sự ảnh hưởng môi trường, đấy là môi trường chơi điện tử quá lâu, bạn bè xúi dục Lê đã dẫn đến hành vi là giết người, cướp tiền, cướp của để lấy tiền chơi điện tử. Tiếp theo, chúng ta có thể là phê phán những quan điểm sai. Ví dụ như là ở trong cái tư tưởng này đấy, thì chúng ta thấy có một số những cái quan điểm mà trái ngược lại với cái tư tưởng đúng này, thì chúng ta có thể phê phán nó. Ví dụ như là chúng ta đang nói về lòng thương người, vậy thì có những cái quan điểm trái ngược lại với lòng thương người, đó là sống chỉ cần biết mình, sống chỉ cần lo cho mình, không quan tâm đến mọi người xung quanh. Đấy chính là quan điểm sai. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta muốn bài viết sâu sắc hơn thì chúng ta có thể nêu quan điểm như này, là xem là cái tư tưởng ấy cần phải bổ sung, cần xem xét thêm điều gì. Ví dụ như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì rõ ràng là chúng ta cần phải bổ sung thêm là có một số người thì chưa chắc đã bị ảnh hưởng bởi môi trường. Ví dụ là những người mà có bố mẹ nghiện ngập, thế nhưng mà lớn lên họ không nghiện ngập mà họ vẫn có một cuộc sống rất tốt. Thế đấy là do ý chí vươn lên của họ. Tuy nhiên thì tất cả những cái phần phê phán quan điểm sai và vấn đề cần bổ sung ấy, nó là những cái phần mà ý bổ sung thêm. Chúng ta cần phải lựa xem là bài viết của chúng ta có đủ dung lượng không, chứ đừng viết quá dài. Chúng ta chỉ dừng 200 chữ, có nghĩa là rơi vào khoảng độ 2/3 mặt giấy thôi. Và cuối cùng thì chúng ta đừng quên nêu ra bài học nhé. Bài học rõ ràng rất là đơn giản với chúng ta, đúng không? Vấn đề nghị luận ấy, đưa ra lời khuyên, lời cảnh tình hoặc là một bài học nào đấy. Và đương nhiên, để thực hiện bài học ấy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ có hành động cụ thể gì? Chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã viết được bài viết này với đầy đủ ý. Và đảm bảo như vậy là các em sẽ được điểm cao gần như là tuyệt đối trong câu nghị luận này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một ví dụ. Ví dụ ở đây là viết một đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau. Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. Nhiều thứ quý giá khác nữa. Vậy bây giờ để viết thì chúng ta sẽ có những ý nào? Ngoài câu mở đầu và câu kết thúc, câu mở đầu của chúng ta thì đương nhiên là chắc chắn là chúng ta phải trích câu nói này ra rồi, đúng không?
có một câu nói cho rằng một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. Cuốn sách Dám Thành Công đã khẳng định như vậy. Vậy bạn suy nghĩ thế nào về câu nói này? Đấy chính là phần mở đầu rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào những ý quan trọng nhất trong phần thân. Chúng ta sẽ giải thích câu nói. Niềm tin vào bản thân, đó là niềm tin vào chính mình, tin vào năng lực, trí tuệ, phẩm chất, giá trị của mình trong cuộc sống. Đó còn là mình hiểu mình và tự đánh giá được vị trí, vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống. Câu nói là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy có niềm tin vào bản thân. Tiếp đó chúng ta đi vào bình luận. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là trong cái giản ý này không có ý biểu hiện đúng không? Đúng rồi, bởi vì tùy từng đề thôi. Ý biểu hiện thì nó sẽ thường rơi vào những cái đề mà yêu cầu chúng ta giải thích những khái niệm trừu tượng. Ví dụ như là lòng thương người này, ví dụ như là lòng hiếu thảo vân vân. Cái đấy chúng ta đã vừa nói ở trước rồi. Vì vậy trong đề này chúng ta không cần phải đi vào nêu biểu hiện nữa, chúng ta sẽ đi vào bình luận luôn. Ở phần bình luận câu nói, chúng ta sẽ chỉ ra rõ ràng ý kiến này đúng và vì sao đánh mất niềm tin vào bản thân thì sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá khác. Rồi, ở đây chúng ta đang đi vào lấy dẫn chứng lý lẽ để làm rõ này. Bởi niềm tin vào bản thân là niềm tin cần thiết nhất cho mọi niềm tin. Nó không chỉ đem lại niềm tin yêu cuộc sống, yêu con người, hy vọng vào những gì tốt đẹp, mà còn là nền tảng của mọi thành công. Đánh mất niềm tin hoặc không tin vào chính khả năng của mình thì con người sẽ không có ý chí, nghị lực để vươn lên. Và tất nhiên, thiếu tự tin là nguyên nhân của phần lớn thất bại. Rõ ràng là trong cái phần lý giải này thì dàn ý này chủ yếu là đi ra lý lẽ thôi. Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể lấy thêm một số những dẫn chứng vào những người mà có niềm tin vào cuộc sống thì họ sẽ thành công đấy. Ví dụ Nick Music chẳng hạn. Ngược lại, những con người mà đánh mất niềm tin thì họ sẽ bị thất bại. Tiếp theo, ý số 2 trong phần bình luận chúng ta phê phán. Trong thực tế cuộc sống, có những con người mới va vấp thất bại lần đầu nhưng không làm chủ được mình, không tin vào mình có thể gượng dậy, từ đó dẫn đến thất bại. Tức là chúng ta phê phán một cái quan điểm trái ngược lại với niềm tin trong cuộc sống, đó chính là những con người mà không tin vào bản thân mình. Tiếp theo, phần cuối cùng, phần C, bài học nhận thức hành động. Bài học nhận thức này chúng ta đi luôn vào với học sinh sinh viên, đúng không? Học sinh sinh viên, những người trẻ tuổi phải làm gì để xây dựng niềm tin trong cuộc sống? Chúng ta sẽ phải cố gắng học tập, rèn luyện tư cách đạo đức tốt. Việc học phải đi đôi với hành, dám nghĩ, dám làm, tự tin, yêu đời, yêu cuộc sống, phải biết tránh xa các tệ nạn xã hội, phải luôn làm chủ được bản thân mình. Thường như là những cái bài học nhận thức hành động này nó đã thành một tuýp rồi. Chúng ta có thể học thuộc một số những nghe ý, những cái câu này để khi biết thì chúng ta đưa ra thật nhanh, không cần suy nghĩ nhiều, đúng không? Tiếp theo, bây giờ chúng ta đến với loại đoạn văn nghị luận về sự việc hiện tượng trong xã hội. Và chúng ta có thể đi theo dần như sau, ngoài câu mở đầu và câu kết thúc ra. Ở đây, chúng ta có thể là đưa ra giải thích nếu mà trong cái sự việc hiện tượng này nó có nhiều cái từ ngữ, nhiều cái khái niệm khó hiểu. Ví dụ như một số người ấy, họ không hiểu bệnh vô cảm là gì này, họ không hiểu được nạn bạo lực là gì này, thì chúng ta vẫn phải giải thích. Sau khi giải thích thì chúng ta sẽ đi sang phần 2, thực trạng. Thực trạng ấy chúng ta sẽ phải tìm hiểu nó xuất hiện trong xã hội thế nào, trong gia đình, nhà trường, xã hội ra sao, tần suất có lớn không này, và có thể lấy ra một số những dẫn chứng ví dụ để làm rõ điều đấy. Tiếp theo phần số 3, chúng ta làm rõ xem sự việc hiện tượng ấy có tác dụng hay tác hại thế nào, nó quan trọng thế nào và tại sao lại như vậy. Tiếp theo phần thứ 4, chúng ta sẽ đi vào nguyên nhân. Nguyên nhân của sự việc hiện tượng đó là gì, khách quan là gì và chủ quan là gì. Khách quan đó là do ảnh hưởng của môi trường, còn chủ quan là do chính con người. Cuối cùng thì chúng ta đưa ra phương hướng bài học thôi. Phương hướng bài học ở đây sẽ là làm cho những sự việc tốt trở nên bớt tác hại. Còn với những vấn đề mà là tốt ấy, thì chúng ta phải đưa ra phương hướng thế nào để nhân rộng hiện tượng tốt đó lên. Và phương hướng ấy thường nó đi theo mô tuyết. Đầu tiên là phương hướng của nhà nước, của xã hội, sau đấy thì đến phương hướng của chính cá nhân chúng ta. Tiếp theo chúng ta đến một ví dụ của phần viết đoạn văn về hiện tượng đời sống. Ví dụ ở đây chúng ta có đề văn: theo nguồn tin báo Dân Trí,
ngày 4 tháng 12 năm 2013 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra một vụ đổ xe chở khiến cho hàng ngàn thùng bia trên xe đổ xuống đường và rất nhiều người xung quanh đã nhào đến hôi của. Anh chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 từ bàn về hiện tượng trên, 200 từ hoặc 200 chữ nhé. Vậy thì câu mở đầu của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta chỉ cần đưa ra cái đề này thôi, đúng không? Nói nguyên toàn bộ sự việc trong đề, theo nguồn tin báo Dân Trí ngày 4 tháng 2 vân vân, rất nhiều người ở hôi của. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần thân đoạn quan trọng nhất, là nói về hiện trạng này. Việc mà nhiều người nhào đến hôi của khi người khác gặp nạn là một hiện tượng còn mang tính phổ biến trong đời sống của người Việt, trở thành một vấn nạn nhức nhối về văn hóa, nhân cách và đạo đức con người. Từ đấy thì chúng ta đi vào phân tích tác hại. Hiện tượng trên cho thấy lối sống tò mò, hiếu kỳ, sự ích kỷ vụ lợi, thói vô cảm, thiếu văn hóa và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, nó còn là biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức trầm trọng trong đời sống hiện đại. Từ đấy thì chúng ta bước sang phần 3, tìm hiểu về nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Nó là do cách ứng xử thiếu văn hóa chiều sâu của bộ phận người Việt. Và ngoài ra thì có thể có một số nguyên nhân chủ quan, ví dụ như là do tâm lý đám đông, do ảnh hưởng của những cái người xung quanh làm cho chúng ta cũng có cái tâm lý muốn đi hôi của như vậy. Và cuối cùng là giải pháp. Giải pháp ở đây là cần tuyên truyền ý thức trách nhiệm, lối sống tương thân tương ái trong cộng đồng và cần có sự can thiệp của pháp luật để bản thân mỗi con người tự nhìn nhận lại hành vi của chính mình. Khi mà chúng ta đã viết đến phần giải pháp thì chúng ta cũng nên kết lại một câu. Câu có thể nêu ra là bài học cho chính bản thân mình, hoặc kết lại một cái câu nhận xét lại về hiện trạng, tình huống vừa diễn ra. Chúng ta có thể viết một cách đơn giản thôi. Chúng ta nhận thấy hoặc là tóm lại hôi của quả thật là một hành vi rất xấu và chúng ta cần phải nhìn nhận lại vấn đề để không có cái hình ảnh vô cùng xấu này xuất hiện trong đời sống của người Việt. Như vậy vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ và cô rất mong là chúng ta sẽ học viết thật tốt đoạn văn này cũng như học thật tốt môn văn. Xin chào tất cả.